Rồi, hello các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Vlog 61. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy nhập khẩu Sủng Sài Gòn. Địa chỉ là ở 91 Lê Hồng Phong, Dĩ An, Bình Dương. Địa chỉ thứ hai này là ở ngay đường Uyên Hưng 42, Tân Uyên, Bình Dương. Và nếu như mà các bạn ở gần khu vực nào, có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở bên góc màn hình giúp cho mình nha. Hôm nay mình sẽ báo giá cho các bạn về dòng xe Yamaha Zenith này. Thì mới gần đây Yamaha Zenith nó vừa ra mắt phiên bản mới 2022 với những tính năng không hề vượt trội các bạn, với những tính năng không hề vượt trội, khiến cho fan trong đợi thì khá là bị thất vọng. Nó chỉ là một phiên bản facelift, thiết kế lại cái phần đèn ở chỗ này thì nó có thêm cái phần viền cổ áo này nọ, rồi thêm đường dạng như là xếp ly ở phía sau, nhìn cho nó thể thao hơn tí xíu nhưng mà nhìn nó nữ tính hơn. Và cái phần ngực phía trước này của nó cũng hơi nhô cao hơn tí xíu, làm cho chiếc xe nó bầu bỉnh hơn nữa. Đối với bản thân mình thì mua phiên bản cũ hay phiên bản mới gì cũng được, tùy vào các bạn thích màu sắc như thế nào và cái túi tiền các bạn ra sao thôi. Và hôm nay mình sẽ báo giá cho các bạn giá của Zenith phiên bản Limited Edition này. Mình thấy là cũng khá là đẹp rồi và cũng vừa túi tiền với các bạn luôn. Đây, thì đầu tiên mình sẽ báo giá trước cho các bạn để các bạn không phải đợi lâu ha. Thì giá của dòng xe Zenith phiên bản tiêu chuẩn thì tại cửa hàng của mình, xe máy nhập khẩu Sủng Sài Gòn, giá ngay tại tháng 4 này là 27,5 triệu. Giá đã bao gồm thuế VAT rồi. Phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản chìa khóa thường và nó sẽ không có nút Start Stop and System, Start and Stop System ha. Nó sẽ không có cái chức năng mà ngắt đứng thằng xanh đèn đỏ 5 giây nữa nó tắt động cơ các bạn, giống như Idling Stop ở bên Honda đó. Rồi tiếp theo là phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có mức giá là 31 triệu đồng. 31 triệu đồng cũng đã bao gồm thuế VAT rồi. Cuối cùng là phiên bản giới hạn Limited Edition này, bên cửa hàng mình sẽ bán cho các bạn với mức giá là 32 triệu đồng. Giá cũng đã bao gồm thuế VAT rồi. Riêng về phần giá lăn bánh, các bạn vui lòng nhắn tin qua Zalo cho mình hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho mình qua số điện thoại ở bên góc màn hình hoặc là dưới phần mô tả video có số điện thoại luôn của từng chi nhánh luôn. Các bạn cứ gọi trực tiếp vào giúp cho mình. Các bạn hỏi là em ở tỉnh, huyện, thị xã, khu vực các bạn ở đâu, các bạn nói cho mình biết, mình sẽ báo giá cho các bạn nha. Báo giá chính xác lăn bánh cho các bạn, ra cửa hàng các bạn đúng giá là các bạn mua như đó thôi, không có lên xuống gì hết, ngoại trừ việc mà các bạn lên mâm hay là lên màu sơn nọ thì phải cộng thêm thôi ha. Rồi, ngoài cái việc mà trả góp, ngoài cái việc mà báo giá cho các bạn thì hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái chìa khóa Smart Key ở trên dòng xe Zenith để các bạn có thể sử dụng được hết. Thứ nhất là đồng hồ xe nó có những gì, thứ hai nữa là cái ổ khóa trên cái dòng xe Zenith nó như thế nào, và khẩn cấp cứu nó khi mà các bạn gọi là rớt mất chìa khóa Smart Key thì các bạn sẽ như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chùm chìa khóa của dòng xe Yamaha Zenith. Thì đây là chìa khóa Smart Key của nó. Và đây là chìa khóa gì ta? Ủa, tự nhiên có chìa khóa gì đây? Đùa với các bạn tí thôi. Đây là một cái chìa khóa để các bạn mở cốp khẩn cấp. Thay vì Honda, họ sẽ có một cái que đen và nó sẽ mở ở phía bên hông của cái chìa khóa Smart Key. Còn ở đây thì Yamaha Zenith sẽ có chiếc chìa khóa như thế này luôn. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Đây, thì khi mà các bạn đi xuống phần cốp xe, phần đuôi nè, đó các bạn thấy cái này không, cái nắp đậy không? Đây là cái phần nắp đậy mà mình đã gỡ ra rồi, mình đã gỡ ra rồi. Thì khi ấy thì mình sử dụng thì mình đậy nó lại. Ở phía dưới đây nó sẽ có cái lỗ, các bạn cứ ghim chìa khóa vô, các bạn dặn một cái thì cái cốp xe nó mở ra. Đây là cái phần chìa khóa xe mà mở khóa cốp khẩn cấp nha. Đấy, thì mình cũng khuyên với các bạn luôn, khi mà các bạn sử dụng remote Smart Key này, các bạn không cần phải chuyển nó về cái chế độ là tắt remote. Không bao giờ hết pin đâu mà đừng sợ, xài 3-4 năm trời cũng không hết pin đâu. Khi nào hết thì ra thay cục pin có mấy chục ngàn thôi, đừng có sợ hết pin. Nó là chìa khóa thông minh thì mình phải sử dụng nó theo một cách thông minh nhất. Tiếp theo là về phần mặt đồng hồ ha. Mặt đồng hồ Zenith cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ mở khóa cho các bạn xem. Đơn giản thôi, nhấn vô dặn là nó sẽ lên. Đấy, và wow, đẹp quá. Zenith thì mình rất là thích cái phần cái núm này nè các bạn. Cái núm này nè, nó rất là đẹp. Đây để mình quay chiếu đèn, chói đèn quá. Đấy, các bạn thấy không? Cái phần núm đó nó rất là đẹp ha. Rồi, mặt đồng hồ của phiên bản 2022 thì được tinh chỉnh lại, nhìn nó rõ hơn. Và cái phần LED này nè, nhìn nó cũng sắc nét hơn là đối với phiên bản cũ này. Rõ ràng hơn, rành mạch hơn. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái gọi là báo giờ, báo xăng. Thiết kế báo rất là đẹp ha. Auto. Đây, đây là chip auto. Cái nút này chỉ nhấn chip của auto thôi. Cài đặt giờ, set giờ như thế nào, các bạn nhấn giữ ở đây. Giữ đó, nó sẽ chớp. Thì các bạn nhấn một, đó, nhấn một cái, hai cái, ba cái là nó sẽ nhảy giờ lên. Rồi, sau đó nhấn giữ cái nữa, nó sẽ nhảy qua bên phút. Nhấn chỉnh phút.
Rồi muốn tắt thì sao? Một là tắt remote, hai là nhấn giữ thế này. Đó, nó sẽ tắt. Đó, mình đã set giờ cho nó được rồi ha. Nó là đơn giản luôn. Còn mấy phần nút nét này thôi, khỏi phải bàn luận ha. Xi nhan, ngược còi nào biết hết trơn rồi. Này, một công tắc đèn. Rồi adrenaline stop, đây cái stop anti-skidder là nó nè. Đó. Rồi, tiếp theo là một cái vấn đề mà sử dụng cái chìa khóa smart key khẩn cấp khi mà mình mất chìa khóa sẽ như thế nào. Đây là mã số đây ha. Bây giờ mình sẽ tắt cái màn hình này đi và mình đem chìa khóa đi về một nơi xa để không sử dụng được cái remote nha. Các bạn nhớ nha, mã số là 563113 nha. Rồi, 563113, 563113, 563113, 563113. Để đây, 563113 nhớ nha. Đi đây, họ dắp cục đá quên mất tiêu. Rồi, đây, lúc này mình sẽ không mở được xe. Bạn thấy chưa, không mở được xe. Đó. Rồi, bây giờ mình làm như thế nào để mở khẩn cấp đây. Đầu tiên này các bạn sẽ nhấn giữ cho mình cái này. Đây, nhấn giữ nha. Nhấn giữ. Thì khi đó cái mặt đồng hồ nó sẽ hiện sáng đèn lên. Đó, buông ra. Lần thứ hai y chang vậy luôn. Mặt đồng hồ sẽ hiện sáng đèn trong chìa khóa nè. À, đó, lần thứ ba y vậy luôn. Hơi bị đau tay xíu ha. Nhấn ngón cái hơi đau tay à. Rồi, sáng đèn luôn, ngưng. Rồi, bây giờ bấm số nè. Nhấn giữ. 1, 2, 3, 4, 5. Buông ra, tới số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, buông ra, tới số 3. 1, 2, 3, rồi, buông ra, tới số 1. 1, buông ra, tới số 1. 1, buông ra, tới số 3. 1, 2, 3. Ok, nhấn cái nữa, mở chìa khóa. Đó, bây giờ là lấy xe chạy về thoải mái. Các bạn mà đi chơi đường xa, phượt đường xa mà gặp tình huống rớt mất chìa khóa smart key thì các bạn làm cái phương pháp này, các bạn chạy xe về được, khỏi cần phải thuê ba gác chạy về. Hay là đi làm ở công ty mà bị rớt mất chìa khóa thì các bạn đi làm sao mà về được, kêu người khác kè mình về à. Hay là mà đường xá thì xa quá, ví dụ như mình đi làm công ty cách nhà mình 25 cây số, không lẽ bây giờ người ta kè mình 25 cây số, hay là đi ra ngoài hãng hát Yamaha gửi xe đó để lấy mua chìa khóa, hay là sao đó là linh tinh nên rất là rối. Các bạn chỉ việc lưu cái số đó, mã số, mật khẩu của mình vào điện thoại hay một chỗ nào bí mật. Khi mà gặp trường hợp này, các bạn lo ra, các bạn nhận mật khẩu, các bạn chạy xe về tới nhà, các bạn lấy chìa khóa sơ cua các bạn xài. Ok chưa? Rất là hữu ích cho các bạn luôn. Vậy thì tiếc gì một like cho cái video này. Đây, khi mà sử dụng xong, tắt máy. Tắt máy nha. Thì cái xe này nó cũng sẽ khóa lại luôn. Nó sẽ khóa lại luôn. Nó không còn chế độ mà mở nữa. Riêng Honda, khi mà mình khóa lại á, thì xe nó vẫn chế độ mở. Bạn nào không biết cứ để xe như vậy á, thì người ăn trộm vào, người khác vào lấy xe các bạn đi, mở cái kịch lên là đi thôi. Nên là về vấn đề ổ khóa smart key của xe Honda á, thì các bạn tắt, phải nhấn giữ, các bạn tắt chìa khóa thì nó mới tắt thôi. Tắt cái núm này nè thì mới tắt ha. Còn không mà tắt như thế này theo xe nết á thì nó sẽ vẫn còn mở khóa nha. Còn xe nết và khi mà nhập mật khẩu xong mà đi xong á thì tắt á là nó sẽ khóa luôn. Thì đó là cái phần mà nhập mật khẩu cho xe nết nha. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn có thắc mắc vấn đề gì, muốn biết chi tiết những cái clip về giá bán hay là hữu ích, hay là nhập mật khẩu của dòng xe nào, thì hãy bình luận phía bên dưới cho mình biết, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.